Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 226. Quý anh anh dừng lại cách hàng rào khoảng 3 thước. Nàng quan sát năm tỷ nữ. Trên búi tóc của họ chỉ còn lại một hai cây châm bạc. Chắc hẳn lúc vào đây đều bị tịch thu. Nàng sờ lên búi tóc của mình, nở một nụ cười khô. Để tiện hành động, nàng thay y phục đơn giản, cài một cây châm bạc bình thường. Lúc rời khỏi nhà họ Dương, đại phu nhân đưa một túi kim châm cho Lăng Nhi, các món khác giấu trong xiêm y của vài người. Nếu lộ ra, khó tránh khỏi sẽ không làm binh lính giỏng ngó. Bị khám người thì thảm. Tay nàng mò vào trong giày, cảm nhận tiểu đao giấu kín, quý anh anh thấy an tâm hơn. Trên tai của vài tỷ nữ vẫn còn đeo hoa tai ngọc tuyết. Cây ngọc lan đeo một đôi khuyên tai vàng lớn cũng không bị lấy đi. Mọi người đều quen với việc phụ nữ xỏ lỗ tai, chỉ cần không phải là đồ đặc biệt quý giá, sẽ không bị lấy đi. Quý anh anh tháo xuống đôi khuyên tai ngọc trai, viên ngọc tròn xoe, tỏa ánh sáng mê hoặc trong đêm tối. nhưng nàng quyết tâm, bóp chặt trong lòng bàn tay, nàng lấy hết dụng khí. Quân giá, quân giá. Nàng nhỏ giọng gọi binh lính nghi ngờ quay đầu lại, thấy đôi mắt đen thăm thẳm đang nhìn mình. Hắn không khỏi vui vẻ. Tiểu nương tử Ích Châu thật mạnh mẽ. Hắn đã bắt giữ vài người, như gà mẹ bảo vệ con, vẫy cánh loạn xạ. Ném vào đây giam giữ, lại trở nên nhát gan. Ít ai dám đến gần hàng rào mùi, lá gan này cũng lớn, còn dám gọi hắn. Hắn hứng thú. Gọi ta à? Quý anh anh tiến thêm một thước, mở tay ra. Ta chỉ có đôi khuyên tai ngọc trai này, là thượng đẳng Nam Châu tặng ngươi. Tặng ta? Đại quân đã nói, bắt được người không cho phép chạy trốn, không cho phép họ tự sát. Nếu không sẽ bị xử lý theo quân pháp. Bình lính trở nên cảnh giác, lùi xa một bước khỏi hàng rào. Quý anh anh ném khuyên tai đến chân hắn, cầu khẩn. Ta không cầu gì khác, chỉ xin quân gia nói cho ta biết, những người hầu và mama trong nhà đang ở đâu? mẫu thân và ca ca của ta đều đã qua đời, không biết quân đội có ai lo liệu việc liệm họ không? Trốn dưới hành lang gấp khúc, mặt nàng dính đầy bẩn, không thấy rõ dung màu. Đôi mắt đen như mực, chứa đựng chút nước mắt, thương xót nhìn hắn. Lúc đó Bạch Vương Điện Hạ đã phân phó, những người này sẽ bị đưa đi Nam Chiếu làm nô, không được phép tùy tiện giết họ. Mẫu thân và ca ca của tiểu nương tử này chắc chắn đã phản kháng, chọc giận binh sĩ nàng chỉ muốn biết chốt tin tức này, nói cho nàng biết cũng không sao. Bình lính mềm lòng, cúi người làm bộ lau giày, nhặt nhanh vòng tay, hạ giọng nói. Những người trên 40 tuổi sẽ không bị mang đi, chờ các ngươi đi rồi, họ sẽ được thả, họ sẽ lo liệu việc liệm mẹ và ca ca của ngươi. Khi nào chúng ta sẽ đi? Nghĩ đến thì thể vẫn nằm trong sân, quý anh anh mong muốn lập tức lên đường, để gia nhân được thả về sớm, an táng mẫu thân của họ nhanh thôi binh lính không dám nói nhiều khe khẽ thở dài quay lại đứng gác nhanh phải chăng quân nam chiếu sẽ nhanh chóng công phá ích châu thành phía tây có quân nam chiếu đại quân ở phía nam đông nam cũng có quân đội tam quân vây kín ích châu không có viện quân thành sẽ sớm bị phá hay là họ muốn đưa các nàng đi trước đại quân bắt người cướp của làm hành trình chậm lại nếu viện quân đại đường đến những người này sẽ gây liên lụy cho đại quân một năm trước thịnh phong trạch dùng nhân sâm trăm năm để dụ nàng ký phiếu nợ không trả nợ được nàng phải làm nô cho hắn ba năm giờ đây quý anh anh mới hiểu hắn không chỉ muốn nàng làm nô tì hắn muốn bắt hàng ngàn công tượng ích châu làm nô có lẽ ích châu vẫn còn chiến đấu nhưng các nàng đã bắt đầu hành trình về phía nam dừng lại lâu hơn cơ hội được cứu càng lớn nhưng nếu dừng lại mẫu thân họ sẽ nằm trơ trọi trong sân quý anh anh ngồi trở lại may mắn quý phúc và các thúc thúc sẽ được thả về ngô ma ma và điền ma ma sẽ bình an nàng nghĩ tới quý ma ma lòng đau xót nàng không thể dựa vào sự khoan dung của quý ma ma nữa phải quý ưng vẫn còn hắn chắc chắn bị giam cùng chu nhị lang không thấy lăng nhi có thể nàng và dầu vừng không bị bắt hoặc đã bị giết rồi Nam Chiếu thả các ma ma về, không dễ dàng giết người. Nàng chắc chắn đã trốn thoát và không bị bắt. Nam Chiếu muốn bắt người cướp của, không dễ dàng giết người. Nhưng mẫu thân lại tự tay giết ca ca. Mẫu thân chắc chắn đã đoán được mục đích của Nam Chiếu. Nên nàng thà tự tay giết ca ca, không muốn hắn bị bắt đi Nam Chiếu làm nô. Chất nhi tử và tàu tử cũng chết, ca ca bị bắt đi, có lẽ cả đời không trở về được mẫu thân sống sao tiếp tục được. Nàng hận người Nam Chiếu, thà rằng ca ca chết, không muốn hắn bị bắt đi Nam Chiếu. Nhưng sống sót vẫn tốt hơn chết, mẫu thân, sao người lại nghĩ quẩn như vậy, quý anh anh đau khổ rúi đầu vào cánh tay. Năm tỷ nữ nghe rõ, thấy nàng như vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nương tử, người có muốn nằm nghỉ một chút không? Ban đêm thế này, có mấy ai ngủ được yên giấc? quý anh anh lau khô nước mắt trên tay áo ngẩng lên thấy vẻ mặt của năm người nàng chợt hiểu họ không phải khuyên nàng nghỉ ngơi mà sợ hãi khi thấy nàng bối rối và bi thương phải có cách tận mắt thấy gia nhân chết như vậy quý anh anh nghĩ nàng nhất định phải sống sót để dương tĩnh uyên tìm thấy mình nàng nhìn vị trí trăng sáng hai canh giờ đổi một người gác những người khác ngủ cây ngọc lan gác trước cây ngọc lan mắt sáng rực lên, khiêm tốn nói. Nương tử yên tâm. Quý anh anh gượng cười, co do nằm xuống nhắm mắt. Bốn tỷ nữ nằm cạnh nàng, cây ngọc lan đứng thẳng lưng gác. Quân nam chiếu vây thành trước, không biết phu nhân và đại ca đại tẩu có ra khỏi thành tránh né không? Nhưng nam chiếu chỉ bắt người dưới 40 tuổi, chỉ cần để họ cướp đoạt tài sản, phu nhân và đại ca đại tàu dù ở lại trong phủ cũng không sao với tính tình của phu nhân không biết nàng có thể nhịn được không đêm đó nghiêu phó đô đốc đến cửa theo trần ma ma kể phu nhân giận dữ mắng hắn bàn trong phòng khách bị nghiêu phó đô đốc chém một góc võ tướng tam phẩm của đại đường vơ vét tài sản tứ xuyên vẫn không khỏi đánh một trận không biết trong lòng hắn có thấy thẹn không ngay cả con gái hắn cũng bị bắt đến nam chiếu hắn có hối hận vì không quyết chiến với nam chiếu không bên cạnh như ngũ nương có tỷ nữ võ nghệ cao cường nàng có nghĩ cách chạy trốn được không rõ ràng nàng sai người hại mình còn trông cậy vào như ngũ nương giúp chạy trốn sao đừng ngu ngốc a à, triệu tu duyên quý anh anh đột nhiên buồn cười hắn có nghĩ tới không việc cấu kết với nam Triều dẫn đến kết cục bị bắt làm nô dương tính uyên ở đâu hắn có nhận được thư của nàng không hắn sẽ cùng đông xuyên quân tiếp viện ích châu chứ nếu trên đường mình không có cơ hội đào tẩu, hắn có đến Nam Chiếu tìm nàng không? Mơ hồ nghĩ đến mọi chuyện, quý anh anh nghe tiếng cây ngọc lan đánh thức hoa lan. Bây giờ nàng không còn một mình, còn năm người cần dựa vào nàng. Nếu thật sự bị đưa đi, phải dưỡng chân tinh thần và thể lực. Đêm nay, quý anh anh ngủ một giấc thật ngọt ngào, không mộng mị. Chương 227 cổ họng khô khốc khiến quý anh anh không thể nhịn được mà ho khan lập tức có một dòng nước trong rót vào miệng nàng nàng nuốt ừng ực nước mơ hồ nghe thấy có người nói tốt rồi nương tử không sao nương tử thấy lông mi của quý anh anh khẽ động tương nhi vui mừng đến rơi nước mắt nắm chặt tay nàng đầu như bị đổ nước nhúc nhích cũng khó khăn quý anh anh mở mắt ra thấy mọi người đang vây quanh mình nàng dần dần nhìn rõ Tương Nhi, cây ngọc lan. Bốn năm người nha hoàn vây quanh nàng bắt đầu khóc lớn. Khóc cái gì, còn khóc nữa ta sẽ giết hết các người. Từ xa vọng lại tiếng quát tháo của một người đàn ông thô lỗ. Ánh sáng của cây đuốc cũng không quá rõ ràng, chỉ lờ mờ ở trên hàng rào. Trời có chăng? sao lại tối nhanh như vậy? Trong chi nhớ, trời đã sáng rồi, nhà đã bị lục soát kỹ càng, không còn ai đến nữa. Chu nhị ca nói đợi thêm đến khi trời tối, sẽ phóng hỏa thiêu hài cốt mẫu thân họ, rồi tìm đường trốn thoát. Quý anh anh đưa tay về phía tương nhi, bảo nàng đỡ mình ngồi dậy. Ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, chiếu lên gò đất này, ngoài hàng rào là những cái lều nối tiếp nhau không thấy điểm cuối. Đồng tử quý anh anh co lại, nắm chặt tay tương nhi. Đây là quân doanh nam chiếu sao? Đúng vậy, chúng ta bị nhốt trong quân doanh nam chiếu. Tương nhi nghẹn ngào đáp. Ngọc Lan kéo theo Hoa Lan, cùng hai tiểu nha đầu khác quỳ mọp trước mặt quý anh anh. Nương tử, đại nái nái đã mất. Cầu xin nương tử thu nhận chúng ta bốn người. Chúng ta nhất định sẽ tận tâm hầu hạ ngài. Tàu tử đi rồi. Quý anh anh như muốn xác nhận lại một sự kiện, lặp lại một lần. Ngọc Lan nước mắt như suối. Phu nhân sinh hạ hài tử, đang vui vẻ tắm rửa cho hài tử thì binh lính Nam Chiếu xông vào. Nương tử của ta bị rong huyết phu nhân muốn ôm tiểu lang quân cho nàng nhìn một lần, nhưng bị lính nam chiếu đẩy va vào tường, tiểu lang quân thì. Đừng nói nữa. Quý anh anh ngắt lời nàng, mẫu thân, ca ca, quý mama và hải tử mới sinh, những gương mặt đó bỗng nhiên xuất hiện trước mặt quý anh anh. Tim nàng như bị ai bóp chặt, đau đến mức muốn thét lên. Nàng níu chặt tà áo trước ngực, thở dốc, ký ức hỗn loạn ùa về. Nàng cùng Tương Nhi và Chu Nhị Lang trốn dưới hành lang, nhìn thấy từng tốp binh lính đến nhà cướp bóc tài sản. Thi thể gia nhân nằm lặng lẽ trước mặt, nhưng họ không dám đến gần để nhặt xác. Nàng nhìn suốt đêm mà không chợp mắt, cuối cùng trong nhà cũng yên tĩnh, nàng bỏ ra ngoài, muốn đóng mắt cho mẫu thân, sau đó nàng mất đi, nam chiếu binh phát hiện ra chúng ta phải không? Tường Nhi khóc lắc đầu. Không, là một người mặc hắc y che mặt, dáng vẻ là phụ nữ. Nàng đánh ngất nương tử. Ta và Chu nhị ca không nhịn được mà ra cản nàng. Nàng kêu lên và binh lính Nam Chiếu liền chạy vào. Nàng đâu rồi? Chạy rồi. Quân Nam Chiếu vào Tam Đạo Yển, còn có một cô gái che mặt cố ý đến bắt mình. Còn ai nữa chứ? Tam Đạo Yển xuất hiện một nữ tử thần bí, cần phải có một thân võ công giỏi mới có thể toàn thân rút lui khi Nam Chiếu binh xông vào. Quý anh anh mỉm cười. Nghiêu Ngũ Nương. Có phải nàng lại có liên quan gì không? dù sao mọi người đều bị bắt và giam giữ ở đây. Còn có thể chạy đi chất vấn nàng không? Quý anh anh lắc đầu, hỏi về những người khác trong nhà. Chu nhị ca có bị giam cùng các nam nhân không? Mama và các nàng đâu? Quý Phúc, Quý Thúc, Điền Thúc đâu? Tường Nhi lắc đầu không biết, Ngọc Lan và vài người nữa bị mang đi cùng, lúc này đáp. Khi đến quân doanh, chúng ta liền bị tách ra, bên này chỉ toàn là các tiểu nương tử trẻ tuổi. Quý anh anh cẩn thận nhìn, quả nhiên thấy trên mặt đất chỉ toàn các tiểu nương từ trẻ tuổi. Nàng nhận ra một vài tiểu nương từ nhà khác, đều ngồi cùng với thị tỳ của nhà mình. Trong khi nói chuyện, hang rào được mở ra, một nhóm nữ tử bị binh lính đẩy vào. Nhìn kìa, là người của triệu gia, người mang mạng che mặt kia chính là triệu nhị nái nái. a à, hử, không phải triệu gia đã nói với huyện lệnh đại nhân ra lệnh cấm sao, rồi phong tỏa phố. Cha mẹ ta đã sớm dẫn ta chạy, nói nhỏ thôi, họ đông lắm. Nhiều ngũ nương cùng các chị em dâu của Triệu gia đi chung, theo sau là một đoàn thị tỳ trẻ tuổi của Triệu gia. Ngọc Duyên với ánh mắt sắc bén quét qua sân, tìm một chỗ trống, tiến lên nhấc hai tiểu nương tử đang ngồi dưới đất và đẩy họ sang một bên. Tránh ra. Hai tiểu nương tử đó giận dữ, ngừng đầu thấy một đoàn nữ tử Triệu gia đi qua, đành phải bấm bụng chịu đựng mà tìm chỗ khác để ngồi. Một ít chiếu được ném lên bãi đất người của triệu gia vừa tới thì tỷ nữ lập tức đuổi người khác đi, nhặt chiếu trên bãi đất trống và trải ra mời các nãi nãi của triệu gia ngồi. Các tỷ nữ triệu gia ngồi xung quanh, như sao vây quanh trăng. Những tiểu nương tử bị cướp chiếu ấm ức khóc nức nở. Có người không chịu nổi, thấp giọng châm chọc. Đều bị quân nam chiếu bắt vào, còn tưởng mình là các nãi nãi cao quý của triệu gia. Người triệu gia đông lắm, kiên nhẫn một chút, người làm thì trời nhìn coi chừng báo ứng. Sau khi các nữ nhân triệu gia đi vào, các tiểu nương tử trên đất trống tự động di chuyển chỗ ngồi. Thà ngồi chen chúc một chút, nhưng tránh xa người triệu gia. Nhiều ngũ nương bình thản ung dung ngồi, dáng vẻ như không phải đang bị nhốt ở quân doanh mà như đi dự tiệc. Nhưng vài chị em dâu bên cạnh khóc đến phiền lòng, nàng không nhịn được nhíu mày quát lên. Lang quân nhà ta là kế nhiệm gia chủ, hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu chúng ta thả hầu. Vài nãi nãi của triệu gia đã nghe chuyện xảy ra trước tiền đường, có vị bối phận cao nổi giận. Không phải triệu nhị lang đã đồng ý với nam chiếu bạch vương, khiến triệu gia rơi vào tình cảnh này sao? Nói rồi liền định lao tới đánh nghiêu ngũ nương, Ngọc Duyên bước lên nắm lấy cổ tay của nàng, kéo nàng ra ngoài sân. Nhà các người đều đồng ý điều kiện của nam chiếu sao? Nếu không phải lang quân nhà ta, ngũ phu nhân còn thể diện ngồi đây không? tất cả đều bị quân nam chiếu bắt các tiểu nương từ tóc tai rối bù quần áo dơ bẩn một số còn bị rách ngoài xiêm y vào quân doanh ai cũng sợ hãi bùn đất dính đầy tay mặt và cổ ai cũng rối bù các nữ nhân chịu ra kinh hãi nhưng chưa rơi vào tình trạng tồi tệ như vậy triệu ngũ phu nhân oán hận ngậm miệng vẫn lẩm bẩm nhị láo gia bị triệu nhị lang hại chết triệu đại nãi nãi lại bật khóc quý anh anh bị chặn phía sau nàng lắng tai nghe rõ ràng triệu tu duyên thịnh phong trạch nàng lẩm bẩm nhớ tên hai người này âm thanh giữa hàm răng nghiến như muốn nghiền nát họ ánh mắt rơi vào ngọc duyên mặc hắc y quần đen nàng càng thêm xác nhận tương nhi người xem hắc y tỉ bên cạnh triệu nhị nái nái có giống không triệu gia ngồi ở góc đối diện cách hàng rào không xa dưới ánh sáng của cây đuốc tương nhi thấy rõ Tư thái giống, chỉ là không có che mặt. Tên gì, trước khi chết cũng muốn kéo mình xuống sao? Quý anh anh mỉa mai giật giật khóe miệng, nàng xoay người, thấy hàng rào bên này cách mình không xa. Bên ngoài hàng rào có một lính nam chiếu, có lẽ vì vậy mà các tiểu nương tử đều ngồi xa hàng rào. Ở đây chật trội quá, chúng ta đi sang ngồi chỗ khác. Năm tỷ nữ sợ hãi nhìn binh sĩ đứng ngoài hàng rào. Tường nhì không dám làm trái ý quý anh anh, Liền theo nàng di truyền. Ngọc Lan và vài người khác nhìn nhau. Chủ tử của họ, Trương Tứ Nương, không còn ở đây. Quý anh anh là người duy nhất họ có thể tin cậy. Bốn người cũng đi theo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. chương 228. Bỗng nhiên, một âm thanh cao vút như một cây gai, xuyên thủng không khí một ngạt. Nghe thấy hai chữ. Thích khách, binh lính vô cùng căng thẳng, trong nháy mắt đau thương đã rời khỏi vò bao quanh xe bò và ngọc duyên một tên đầu lĩnh nắm chặt thanh yêu đao tiến vào đám người dò xét một vòng và hỏi ai gọi thích khách thích khách ở đâu quý anh anh chỉ món tay chính xác về hướng ngọc duyên quân gia là nàng nàng có võ nghệ cao siêu nàng ẩn núp trong quân doanh muốn ám sát tướng quân của các ngươi nói bậy hồi bẩm quân gia ta tên ngọc duyên là thị nữ bên cạnh triệu gia nhị nái nái Ngọc Duyên chịu đựng giải thích, thiên tướng đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Thì nữ bên cạnh triệu nhị nái nái. Quý anh anh lại la lên. Quân gia, ngài nhìn xem nàng giả dạng, có giống tiểu nương tử đàng hoàng không? Đây rõ ràng là thích khách mặc y phục giả hành. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Các ngươi đưa thợ thủ công đi nam chiếu để nhiễm tơ chức cẩm, trên đường lại mang theo một nữ tử võ nghệ cao cường, không sợ nàng giả trang làm thị nữ, nhân cơ hội ám sát sao? Quý nhị nương! Ngọc Duyên giận dữ, đưa tay phải kéo Quý Anh Anh. Giết người diệt khẩu à, nàng muốn giết si cuồng đại quân sắp sửa giết Bạch Vương Điện Hà. Quý Anh Anh giả vờ kinh hoàng, la to, linh hoạt nhảy sang xe bên kia, khiêu khích hướng Ngọc Duyên nhướng lông mày, vẻ mặt như thách thức. Ngươi dám khoe võ công để bắt ta sao? Thiên tướng nhìn Ngọc Duyên mặc áo bó sát người, quần đen, chỉ thiếu cây khăn đen che mặt. Hắn quát lớn. Bắt nàng trước, nói sau hắn nói rồi bước tới kéo cánh tay ngọc duyên ngọc duyên phản xạ theo điều kiện né ra và đẩy thiên tướng đó ra xa bằng một trường nàng đã lộ diện tướng quân cứu tiểu nữ tử quý anh anh không bỏ lỡ cơ hội lại gào lên nghe thấy tiếng động lớn phía sau đang muốn lên xe như mũ nương quay đầu nhìn lại thấy một đám binh lính vây quanh xe bò nàng nhẹ nhàng quay lại tất cả dừng tay lúc này binh lính không nghe lời nàng, xông lên. Đao và mâu trong tay họ cùng đâm về phía Ngọc Duyên. Ngọc Duyên không thể tránh, phải chống lại tên thiên tướng đã rút đao. Giết nàng. Nghe thấy câu này, Như Ngũ Nương suýt ngất xỉu, kêu lớn từ ngoài sân. Ngọc Duyên là thị nữ của ta, nàng biết chút công phu quyền cước, chỉ để bảo vệ ta. Nghe thấy câu này, Ngọc Duyên vô thức ngừng tay, binh lính không kịp thu tay vài cây mâu đâm mạnh về phía nàng. Ngọc Diên bất đắc dĩ, nhanh chóng đoạt lấy đao của một tên lính, vung một vòng đao hoa, rồi lách mình xông ra ngoài. Tướng quân mau nhìn, nàng thân thủ thật tốt. Quý anh anh đổ thêm dầu vào lửa, kêu lên. Nàng có thể đấu một trọi trăm, nàng là thích khách, ai nha, nàng bị tướng quân phát hiện, muốn chạy trốn rồi sao? Vài tên tỷ nữ cũng hùa theo. Chúng ta nghe rõ ràng nàng nói nàng muốn giết nam chiếu tướng quân dừng tay ta có tín vật của vương gia nàng là người của ta nhiều ngũ nương vốn không muốn mang thịnh phong trạch ra lúc này nhưng khi nàng nhắc tới thì đã muộn thiên tướng hét lớn đừng để thích khách chạy thoát ngọc duyên nhanh nhẹn lướt đến ven đường chém đứt dây cương cưỡi ngựa chạy như bay về phía vùng quê rộng lớn phía trước nhiều ngũ nương nhắm mắt lại ngọc duyên sẽ tìm đường theo đến chỉ là không dễ dàng như bây giờ nàng mở mắt ra hung dữ nhìn về phía quý anh anh bắn tên mấy loạt tên bắn xuyên qua hoặc bị nàng gạt bay hoặc nàng né tránh người và ngựa như hòa là một trong chớp mắt đã thoát khỏi tầm bắn lúc này mới có vài tên binh sĩ cưỡi ngựa đuổi theo quý anh anh nhảy lên xe bò lần nữa đuổi đi ngọc duyên võ nghệ cao như thể chặt đứt cánh tay của như ngũ nương trong lòng nàng vô cùng hả hê Thấy trong mắt nhiều ngũ nương có sát khí, quý anh anh nghĩ thầm, cơ hội tốt không bỏ đá xuống giếng thì không phải quá dễ cho nàng sao. Nàng chỉ nhiêu ngũ nương và nói với thiên tướng. Tướng quân, các nàng là một nhóm, nàng nói nàng là triệu nhị nái nái, nhưng luôn che mặt, không thấy rõ, có khi nào là thích khách giả mạo triệu nhị nái nái không? Ngọc Duyên chạy đi, thiên tướng đầy tức giận, bị kích động, hắn bước đến trước mặt nhiều ngũ nương, ánh mắt trở nên hung ác ngươi là triệu gia nhị nái nái, gỡ khăn che mặt xuống, để bổn tướng quân xem. Nhiều ngũ nương không thèm để ý, trong mắt hiện lên một tầng hồng vì bị chọc giận, nhìn chằm chằm quý anh anh không chớp mắt. Muốn ta gỡ khăn che mặt, hỏi qua thịnh phong trạch đá. Thiên tướng sững sờ, rồi giận dữ. Ngươi dám gọi thẳng tên Bạch Vương Điện Hà, bất kính với Điện Hà. Nhiều ngũ nương ưỡn thẳng lưng, tay chậm chậm dơ lên, để lộ một vật trong tay. Ngươi xem cẩn thận. Ở gần đó, quý anh anh cũng nhìn thấy. Trong tay nhiều ngũ nương cầm một mặt kim bài, trên đó khắc hình một con sư tử. Lệnh bài của Bạch Vương, sắc mặt thiên tướng thay đổi rõ rệt. Nàng trộm nó, khi Bạch Vương Điện Hạ ở triệu gia, nàng đã trộm đi. Nếu nàng và Bạch Vương Điện Hạ có giao tình, sao không thấy Bạch Vương Điện Hạ phái binh bảo vệ nàng? Chẳng phải vẫn là nô tỳ của Nam Chiếu sao? Quý anh anh không cần biết nhiều, bịa chuyện một trận. Nàng nhìn chằm chằm vào kim bài, có cơ hội lén ra, có thể dùng nó để chạy trốn không? Bạch Vương liên tục không đồng ý khởi binh, chủ tướng nhà mình là si cuồng tướng quân, chỗ dựa là Đỗ Đại Nhân và Bạch Vương có chính kiến khác nhau. Quốc chủ Đại Nhân dường như cũng có phê bình kín đáo với Bạch Vương Điện Hạ. Thiên tướng cũng không dám đắc tội với Nhiêu Ngũ Nương, nghiêm mặt nói. Triệu nhị nái nái, mời lên xe đợi gặp Bạch Vương Điện Hạ, sự tình tự nhiên sẽ sáng tỏ. Chết tiệt thịnh phong trạch, lại nói giữ lệnh bài của hắn như thể hắn đích thân đến. Nhiều ngũ nương nắm chặt kim bài, nhìn quý anh anh một cái sâu sắc, rồi xoay người đi về phía xe. Thiên tướng xoay người, hướng về phía binh lính quát lớn. Đuổi nhân. Bên trong hàng rào, tiểu nương từ khóc thảm thiết không muốn đi. Bị binh lính nam chiếu quất roi đuổi đi, thành hàng đội rời khỏi lúc đầu chen trúc lên các loại xe đằng sau chỉ có thể đi bộ theo xe đội ngũ cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển chậm chạp vài cây ngọc lan may mắn đi theo quý anh anh chen lấn lên xe cây ngọc lan nhỏ giọng nói nhờ có nương tử không ngồi xe cũng sẽ bị roi đuổi đi cần gì phải làm khổ mình tiết kiệm chút sức lực không phải tốt hơn sao quý anh anh nhìn về phía cuối xe thấy nam nhân xe đều dành cho nữ nhân nam nhân toàn bộ đi bộ đội ngũ quá dài lúc này không thấy chu nhị lang và quý ưng đâu cũng không thấy quý phúc thúc và bọn ma ma đội ngũ hướng đến tam đạo yển binh lính đứng thành hai hàng hai bên đường vài tên lính cưỡi ngựa quơ đao qua lại chạy băng băng cao giọng hô quân lệnh đại quân kéo dài hành quân giả giết vừa vào tam đạo yển tiếng khóc ngay lập tức vang lên hai bên đường xuất hiện những người dân lớn tuổi có lão nhân đau lòng vì con gái bị bắt đi không nhịn được xô đẩy binh lính muốn xông tới, nhưng binh lính nhanh chóng chạy qua, giơ tay chém một đao. Trong đội ngũ vang lên tiếng thét chói tai, lão nhân và nữ nhi kêu khóc xông tới. Ánh đao chợt lóe qua, binh lính lạnh lùng quát làm dân chúng sợ hãi. Không nghe lệnh, chết. Dù tiếng khóc vẫn thê thảm, nhưng không ai dám xông vào đội ngũ. Quý anh anh dướn cổ, bỗng nhiên thấy người đứng ở cửa tiệm quý. Nàng cao giọng kêu lên quý phúc thúc, ngô ma nương tử. Vài vị lão bộc khóc quỳ xuống trước nàng. Bảo vệ tốt gia đình, ta sẽ trở lại. Quý anh anh không khóc, nàng chỉ thấy vui mừng, không còn lo lắng mẹ, anh trai và quý ma ma không ai chăm sóc. Dương Tĩnh Uyên biết nàng đi nam chiếu, hắn nhất định sẽ đến tìm nàng. Nàng nhất định sẽ trở lại. Tam đảo yền xa dần phía sau, đội ngũ trên quan đảo đi được một đoạn, rồi chuyển hướng về phía nam thoáng ngập ích châu thành. chương 229 Tối đến muộn sau khi trời sáng, lui về trong thành ích châu. Thịnh Phong Trạch ngồi trong phòng khách của phủ tiết độ sứ, bình tĩnh ra lệnh cho các tướng quân. Tiền phong doanh ban đêm giả dạng thành phu xe, lừa mở cổng thành. Nhanh chóng chiếm lấy cửa nam, sáng sớm, đại quân bắt đầu công thành. Đây là một cuộc chiến không có nhiều lo lắng. Mấy thập niên an nhàn khiến ích châu đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, cũng làm cho tường thành cao lớn bị phong hóa và sụp đổ. Lỗ hồng trên tường thành đã từng được đánh dấu giúp quân Nam Chiếu dễ dàng vượt qua. Chưa đến nửa ngày, quân Nam Chiếu đã chiếm lĩnh ba cửa thành phía Nam. Xích Hồ từng thắc mắc hỏi Thịnh Phong Trạch. Tại sao không chiếm cửa thành Bắc? Nếu cả bốn cửa thành bị chiếm, quân Tây Xuyên sẽ bị dồn vào đường cùng. Dựa vào tính cách của tiết độ sứ Tây Xuyên, nếu để lại một lối thoát, hắn sẽ không chống cự nữa mà sẽ tập hợp quân đội để trốn về phía bắc thịnh phong trạch đã dự tính trước nói quân nam chiếu đến vì tài sản ích châu là bức bình phong bảo vệ phía tây nam của đại đường nếu quân nam chiếu chiếm được ích châu quân đội đại đường sẽ không tốn công sức lớn để giành lại việc chiếm một tòa thành có ý nghĩa gì chứ phủ tiết độ sứ rộng lớn tiếng la khóc bên ngoài bị che giấu sự yên tĩnh làm thịnh phong trạch có chút hoang mang dường như hắn vẫn đang làm khách của Bạch Vương Nam Chiếu ở Ích Châu, chứ không phải đang dẫn đầu ba quân đến bắt người và cướp của. Quân Tây Xuyên đã rút lui đến đâu? Hắn nhìn vào bản đồ trên bàn. Một tướng lãnh tiến lên, chỉ vào một điểm. Bắc cách Ích Châu hơn 30 dặm, nhưng gần cửa thành Bắc luôn có một đội quân cố thủ, che chở dân chúng Ích Châu thoát đi. Sao? Quân Tây Xuyên không nghe lệnh tiết độ sứ, mà tự ý để lại tướng lãnh. Thịnh Phong Trạch hơi ngạc nhiên. Báo. Một thám tử ngoài phòng cao giọng hô lên. Trong phòng khách, các tướng lĩnh đều xoay người lại. Tướng quân Si Sơn phụng mệnh phong tỏa đường phố. Quân Tây Xuyên đột nhiên tấn công, tướng quân Si Sơn bị chém dưới ngựa. Đầu phố phía Bắc đã bị quân Tây Xuyên chiếm lại. Quân Nam Chiếu muốn bắt thợ thủ công khỏe mạnh. Sau khi để quân Tây Xuyên và một số người thoát ra từ cửa Bắc, các đường phố dẫn đến cửa thành Bắc đều bị phong tỏa đội quân chính nhờ vào các thám tử và cận vệ đã bắt đầu tìm bắt người. Lúc này, khi tướng quân Si Sơn bị giết, không biết bao nhiêu người đã thoát ra qua lỗ hồng. Chuẩn bị ngựa, lệnh cho hai tướng quân Bạch và Nghĩa khẩn cấp thực thi viện binh. Thịnh Phong Trạch mang theo thân vệ cùng thiên tướng nhanh chóng rời khỏi phủ tiết độ xứ, tiến về phía bắc. Dòng người dân chúng kéo theo trẻ nhỏ và người già hoảng loạn chạy về phía cửa thành bắc. Đi mau! nhiều phó đô đốc tay cầm đại đao, áo giáp loang lổ vết máu. Hắn cùng thân binh chấn thủ ở đầu phố, cách đó không xa, thi thể của Si Sơn bị treo dưới mái hiên tầng 2 của tửu lâu. Tang thập tam và tang thập tứ cùng người làm hộ tống một chiếc xe ngựa vội vã đi tới. Vì có nhiều người ủng hộ, xe ngựa đi chậm rãi, may mà được người làm môn vây quanh bảo vệ, mới không bị đám dân chúng hoảng loạn đụng ngã. Nhiều đồ đốc, Nhạc phụ đại nhân. Huynh đệ nhà tang cùng cao giọng gọi. Xe ngựa khó khăn chuyển đến đầu phố, như phó đồ đốc thấy hai huynh đệ, bất chấp tiếng động lớn, chỉ về hướng cửa thành bắc. Nhanh chóng bảo vệ tang phu nhân rời đi. Màn kiệu được nhấc lên, tang phu nhân mặt trắng bệch nói. Thân ra, lão ra nhà ta. Phu nhân, mau đi nhanh lên. Chỉ cần còn sống, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Nhiều phó đồ đốc không dám nhìn nàng. Nhiều thất nương bảo vệ phu nhân rời đi, hắn thực sự không thể nhúc nhích bước chân. Đứng trên lầu ở cửa thành, từ xa nhìn thấy quân nam chiếu thoải mái ngăn chặn ở đầu phố. Họ dùng máu người vẽ ra một đường dài năm trường, bất kỳ ai vượt qua đường này đều bị bắn chết. Bọn họ thậm chí còn quay lại nhìn về phía cửa thành Bắc và cười nhạo quân Tây Xuyên. Nhiều phó đô đốc cảm thấy lòng như rơi vào chảo dầu, ngũ tạng như bị thiêu đốt. Hắn nhìn thi thể Si Sơn dưới mái hiên, hào khí ngày xưa bỗng bừng lên. "Thập Tứ, thất nương nhà ta giao lại cho ngươi." Hắn vỗ vai Tang Thập Tứ, nở nụ cười chân chất. "Nhạc phụ." Tang Thập Tứ mắt đỏ hoe, nghiêm túc chắp tay nói. "Tiểu tế từng nghi ngờ nhạc phụ đại nhân, hổ thẹn không thôi. Ngài yên tâm, ta sẽ chăm sóc thất nương tốt." ánh mắt áy náy và ngưỡng mộ của tang thập tứ khiến lòng nghiêu phó đô đốc nóng lên. Hắn tự hỏi tại sao trước đây lại bị lời nói của ngũ nương mê hoặc. Cùng lắm thì chết thôi, bây giờ hắn không sợ chết. Hắn muốn dùng mạng này để chuộc lại tội lỗi mình đã phạm. Nghiêu phó đô đốc không tự chủ nhớ tới dương gia, thành bị phá chưa đến nửa ngày, dương thạch thị đã hơn 50, dương tĩnh sơn hai chân bị thương không thể đi lại, gia đình lớn như vậy sợ rằng không thể rời đi ngay. Hắn buồn bã, giọng khan khan. Đi nhanh đi, thập tứ, đừng ở đây nữa. Quân Nam Chiếu sẽ đến rất nhanh. Từ phía sau đường phố, tiếng khóc thét vang lên. Quân Nam Chiếu đến rồi, đi mau. Nhiều phó đô đốc dùng sống dao gõ vào mông ngựa của tang thập tứ, nghe tang thập tứ cao giọng gọi lại. Nhạc phụ bảo trọng, bắn tên. Nhiều phó đô đốc dơ đao ra lệnh. Thần binh nằm hai bên trên nóc nhà bắn ra mũi tên, mở đường để nhiều dân chúng thoát đi hơn. Sau vài loạt mưa tên, không còn dân chúng chạy qua được bên cạnh quân Tây Xuyên. Giữa hai quân là những người đã chết. Quân Nam chiếu miệng hư những ký hiệu cổ xưa, dựng lên những chiếc khiên bóng loáng màu đen như những con bọ cánh cứng khổng lồ tiến về hướng quân Tây Xuyên. Tên bắn vào khiên rồi trượt xuống đất, quân Nam chiếu nấp sau khiên không bị thương. Ngưu phó đô đốc ánh mắt hẹp lại. Đằng giáp. Thừa tướng ra cắt lượng của thuộc quốc từng bảy lần bắt và thu phục mạnh hoạch. Khi đó, đội quân bọc giáp đằng là đội quân mạnh nhất, được gọi là kiên cương. Dùng tên lửa. như phó đô đốc cao giọng hô. Trận hình quân nam chiếu thay đổi, lá chắn đằng giáp đột nhiên rút lui, các cung thủ nấp sau khiên bắn tên. Những mũi tên dày đặc như mưa rơi xuống như phó đô đốc vung đại đao trong tay để gạt mũi tên. giết hắn không có quân tiếp viện, trong khi quân nam chiếu liên tục tấn công. như phó đô đốc giơ đao hét lớn, phóng ngựa lao tới. hắn có thể cảm giác được trong nháy mắt những mũi tên kia sẽ xuyên vào thân thể biến hắn thành con nhím. sự dũng cảm khiến hắn không sợ hãi mà tiếp tục tiến về phía trước. hơn một trăm thân binh theo sát hắn, quyết không chùn bước. Thịnh Phong Trạch nhìn Nghiêu Phó Đô Đốc ngày càng tiến gần, thở dài. Bắn tên, giữ lại mạng hắn. Những mũi tên không chút nương tay bắn vào thân binh, tiếng ngựa hí, người ngã xuống đất vang lên liên tiếp. Người Nam Chiếu sống trong rừng núi, vì thế thân vệ của Thịnh Phong Trạch đều là những thiện xạ. Những mũi tên trạch hướng Nghiêu Phó Đô Đốc và vài người bên cạnh hắn, cho họ tiếp tục lao đến. Khi lao vào đội ngũ Nam Chiếu, lá chắn đằng giáp kiên cố lại được dựng lên. Nhiều phó đô đốc và năm thân binh theo sát bị kẹt ở giữa. Đại đao chém tới, nhưng không chém đứt lá chắn đằng giáp, khiến cho nam chiếu binh phía sau bị chấn động đến chảy máu tay. May mắn có người phía sau trông đỡ, họ mới không ngã xuống. Một đao nữa tiếp tục, lá chắn đằng giáp nứt thành hai. Nhưng ngay lập tức, một lá chắn đằng giáp mới bù vào lỗ hồng năm tên thân vệ còn sống lần lượt chết dưới những mũi giáo đâm ra từ lá chắn đẳng giáp. Nghiêu phó đồ đốc mắt đỏ ngầu, liều mạng chém từng đao một. Nghiêu phó đồ đốc, người của ngươi đều chết rồi. Ngươi cần gì phải làm con thú bị dồn vào đường cùng? Phía trên vang lên giọng thịnh phong trạch. Nghiêu phó đồ đốc ngẩng đầu nhìn lên. Trên nóc nhà hai bên, cung thủ đã dương cung lắp tên. Thịnh phong trạch mặc hoàng kim khôi giáp, mặt không biểu cảm nhìn hắn chương 230. Thịnh Phong Trạch, ngươi xuống đây cùng ta đánh một trận, trốn trong mai rùa thì tính là anh hùng hào hán gì? Ngưu Phó Đô Đốc bột miệng mắng. Thịnh Phong Trạch lắc đầu. Mọi người đều quý trọng mạng sống. Ngưu Phó Đô Đốc, sao ngài lại muốn, như thiêu thân lao vào lửa vậy? Cũng bởi vì quý trọng mạng sống, nên hắn làm ngơ để Nam Chiếu có thêm thời gian và vây kín ba mặt. Hắn không tiếc mạng sống của mình, mà là tiếc mạng sống của hơn 200 người nghiêu gia. Ngươi nghĩ rằng chết trần xa trường, ra ngựa bọc thây, có thể khiến đại đường thiên tử tha thứ cho ngươi sao? Thịnh Phong Trạch có chút tò mò, rốt cuộc điều gì khiến nghiêu phó đô đốc quyết tâm chịu chết và cuối cùng lại lựa chọn làm anh hùng. Nghiêu phó đô đốc mạnh mẽ vỗ ngực. Bản tướng là tướng quân của đại đường, không đánh mà chạy thì chết cũng không dám gặp tổ tông. Nghiêu mỗ chết có ý nghĩa, nhưng xin dân chúng không phỉ nhổ gia nhân của Ngưu Mỗ. Thấy Thịnh Phong Trạch còn muốn nói tiếp, Ngưu Phó Đồ Đốc phun nước miếng xuống đất. Ta lười nói, giết. Cây đại đao lớn hướng tới trước mặt, mạnh mẽ bổ xuống la chắn. Trên đường phố yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô vang rội của Ngưu Phó Đồ Đốc như tiếng bỏ giống. Thịnh Phong Trạch lấy cung tên, cây cung như trăng rằm. Bản vương tiến ngươi một đoạn đường. Mũi tên như gió, Xuyên qua ánh sáng của áo giáp, đâm trúng Như Phó Đồ Đốc. Hắn ngã xuống từ lưng ngựa, vài mũi mâu kiên cường giữ chặt hắn. Như Phó Đồ Đốc ngã xuống đất, tay vẫn nắm chặt cây đại đao không buông. Một bóng dáng vàng kim bay xuống trước mặt hắn, Thịnh Phong Trạch chăm chú nhìn hắn, lấy từ ngực ra một phong thư và đích thân đốt nó. Nhìn tờ giấy cháy rủi, Như Phó Đồ Đốc tuôn máu tươi từ miệng, trong mắt lóe lên một tầng lệ quang hãy an táng tử tế không được nhục nhá thịnh phong trạch xoay người sau lưng truyền đến tiếng mũi thương đâm vào thân thể nhẹ nhàng vang lên xích hồ nhìn nghiêu phó đô đốc trợn tròn mắt cúi người nhẹ nhàng khép lại là một hán tử đi xem dương ra một chút nghiêu phó đô đốc khiến dây cung trong lòng thịnh phong trạch rung động hắn nhịn rất lâu cuối cùng sự hoảng loạn chiếm thượng phong để lại đội ngũ trên phố hắn mang theo 28 tên thân vệ nhanh như gió chạy tới dương gia. Hắn chỉ mong nàng như lúc mới gặp, dã tính bị đè nén. Còn sống thật tốt. Khi tới dương gia, cửa nhà dừng lại với hàng dài xe ngựa. Một vị thiên tướng dẫn binh tiến lên đón, mặt mày hớn hở. Điện hạ, mọi việc ở dương gia đều thuận lợi. Thịnh phong trạch thở phào nhẹ nhõm, xoay người xuống ngựa, được vây quanh đi vào bạch lộ đường bọn lính lần lượt truyền các dương tài vật lên xe chở đi khi chúng ta tới dương gia nhị lão gia và tam lão gia đã mang người bắt giữ các thành viên của đại phòng đáng tiếc những thanh niên trai tráng của đại phòng đã sớm chạy ra khỏi thành lão phụ và gia chủ của dương gia rất mạnh miệng đánh thế nào cũng không chịu khai thịnh phong trạch dừng bước một chút giữ lông mày hiện lên vẻ nhẹ nhõm không sao tất cả các đan công thanh niên trai tráng của dương gia đều mang đi Thiên tướng cười nói: "Tổng cộng có 1237 đan công thanh niên trai tráng đã được áp giải ra khỏi thành. Theo danh sách của Cận sư gia, đứng đầu là gia đình Cẩm Vương Dương gia. Khi vào thành, mặt tướng đã dẫn binh đến ngay, nhưng việc xử lý các thành viên của nhị phòng và tam phòng của Dương gia thì cần điện hạ quyết định." Khi bước vào Bạch Lộ đường, nhị lão gia và tam lão gia của Dương gia cùng cả gia đình quỳ trình tề trên mặt đất bên cạnh là một đội binh nam chiếu canh giữ những người của thạch thị dương gia bị trói trên mặt đất thịnh phong trạch nhìn lướt qua thấy chỉ có thạch thị dương gia và vợ chồng dương tĩnh sơn còn lại là những người làm bị thương và vú già của đại phong hắn thu ánh mắt lại cười nhạt nhìn nhị lão gia dương gia nhớ một năm trước cùng nhị lão gia ở tháp tử sơn uống rượu thường mai hành động lớn thế này ta không dám nhận ngày đó không biết thân phận vương gia có nhiều mạo phạm Dương nhị lão gia cung kính nói. Đứng lên nói chuyện. Thịnh phong trạch tự nhiên ngồi ở chủ vị. Hai vị dương lão gia hiểu rõ đại thế, đã tiết kiệm cho bản vương không ít thời gian. Hai vị lão gia muốn ban thưởng gì cứ nói đừng ngại. Nghe được lời của thịnh phong trạch, thạch thị dương gia suýt nữa xỉu vì tức. Lão nhị, lão tam các ngươi bị dầu heo lừa gạt tâm trí. Các ngươi muốn cướp gia chủ, cũng không thể cấu kết với người nam chiếu không nghe thấy vương gia nói, cái này gọi là biết đại thế sao? Dương nhị lão gia cuối cùng có thể hãnh diện trước mặt thạch thị dương gia, cười lạnh nói. Tiết độ sứ đại nhân đầu tiên là mang tặng gấm vóc cầu hòa, sau đó không chiến mà chạy khỏi thành. Ta chẳng qua là vì bảo vệ tính mạng và bảo toàn dương gia. Chẳng lẽ để mặc đại tẩu một mồi lửa thiêu dụi nhà cũ trăm năm sao? Được làm vua thua làm giặc, không phải do người bình luận. Muốn chém giết, muốn dốc thịt, lão thân theo Bạch Vương xử trí. Đại phòng dương gia ta vẫn còn con cháu, lão thân cùng con trai cả không sợ chết. Thạch thị dương gia ngóc cổ lên, bày ra tư thế sẵn sàng chết. Thịnh phong trạch cười cười, hắn không có chút hứng thú với cuộc tranh giành gia chủ của các phòng dương gia. Hắn đứng dậy nói với thiên tướng. Tướng quân, xử lý theo quy định trước đó, bản vương còn có quân vụ cần gấp, đi trước một bước. Vương gia tạm dừng bước. Nhị lão gia và tam lão gia dương gia trao đổi ánh mắt. Nhị lão gia cười nói. Thạch thị dương gia không chịu nói ra tung tích của đại phòng, tiểu nhân có thể khẳng định bọn họ đang trốn ở một trang trại núi bên trong. Vương gia xem có nên phái một đội binh đến Điền Trang ở Thành Đông để tìm kiếm không? Đã trói đại tàu và cháu ruột cả nhà, lại không dám tự tay giết, muốn mượn tay hắn để tàn sát hết đại phòng. Thịnh phong trạch mặt chìm xuống làm sao bản vương hứa hẹn với nhị lão gia, nếu hợp tác cùng bản vương, thì nhất định có thể ngồi vào vị trí gia chủ của Dương gia. Nam Chiếu đã bắt đi hơn một ngàn đan công thanh niên trai tráng của Dương gia, xây dựng một cái Dương gia mới cần phải không kém hơn ít châu phủ. Nhị lão gia, người của Dương gia, ngươi là người quen thuộc nhất. Bản vương thành tâm mời nhị lão gia đi Nam Chiếu làm gia chủ mới. Đi Nam Chiếu làm gia chủ, Dương nhị lão gia sợ hãi. Vương gia, tiểu nhân không muốn đi nam chiếu. Thịnh Phong Trạch mặt nghiêm lại. Người đâu, đưa cả nhà nhị lão gia và tam lão gia ra khỏi thành. Hộ tống cẩn thận, đừng để bọn họ cốt nhục chia lìa trên đường. Vương gia tha mạng, tiểu nhân không muốn làm gia chủ, cầu xin vương gia khai ân. Dương nhị lão gia mặt mũi trắng bệch, cao giọng gào thét. Châu thị ngã xuống đất ngất xỉu. Dương tứ lang chân còn chưa lành, quỳ trên mặt đất, bị hai binh lính đỡ dậy kinh hoàng kêu lên cha con không muốn đi nam chiếu cha mau cầu xin vương gia con không muốn đi nam chiếu thịnh phong trạch nhìn thạch thị dương gia đột nhiên nói với xích hồ thả các thành viên đại phòng của dương gia hắn như đang giải thích với thiên tướng hoặc như tự thuyết phục chính mình chiếc cẩm thị tỳ và hồ vệ mang về sẽ không có ích gì nói xong hắn bước ra khỏi bạch lộ đường xích hồ nhún vai vỗ vai thiên tướng nghe thấy không, mang họ đi, người của đại phòng để ta xử trí. Thiên tướng cười đáp, gọi binh lính kéo các thành viên nhị phòng và tam phòng ra ngoài. Bạch lộ đường yên tĩnh lại, xích hồ chém đứt dây thừng trên người vợ chồng Thạch Thị Dương tĩnh Sơn, lạnh lùng nói. Dương đại phu nhân, quản lý tốt gia nhân, đóng chặt cửa. Đừng để tự chủ trương gây hại gia nhân. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển, Thạch Thị Dương ra khó tin. Nàng gọi xích hồ lại, vương gia nhà ngươi vì sao phải thả chúng ta câu hỏi này thật khó trả lời xích hổ đến giờ vẫn không hiểu tình cảm của vương gia mình đối với quý anh anh nói thích thì không hẳn nhưng nói không thích thì lại ba lần bảy lượt buông tha nàng hắn cười nói dương đại phu nhân ngài có mấy đứa con và con dâu tốt là người có phúc lời này có ý gì thạch thị dương gia không hiểu gì cả trong chớp mắt binh lính rút khỏi dương gia nàng không nghĩ được gì khác liền sai người làm nhanh đóng cửa canh giữ các nơi cẩn thận không ai được ra khỏi phủ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn